Chú ý xem, miệng và hậu môn của cô gái này thế mà lại mọc sai vị trí. Đến ăn cơm cũng không giống như người bình thường. Chỉ thấy cô ta lấy ra một cái phễu, rồi nhét vào trong quần, sau đó đổ súp gà vào phễu. Rất nhanh bát súp gà được cô hút vào bụng. Mỗi lập chỉ cần thấy cảnh tượng này, cô gái đều tắt tivi một cách giận dữ, bởi vì cô biết sẽ không có ai chịu làm thế với cô. Cô gái còn thu thập một cuốn sách, bên trong là những đôi môi căng mọng. Cô ước ao khát khao mình cũng có một đôi môi như thế. Lúc đưa miếng dán môi lên miệng, nước mắt cô trào ra. Hôm đó cô muốn đăng ảnh của mình lên mạng, lúc này website nhắc nhở cô nội dung vi phạm quy định, đồng thời tự động xóa ảnh cô. Hôm sau ra ngoài, cô gái bị hai tên côn đồ chặn đường. Cô không thể chịu đựng được sự chế nhạo, mà một đạp đạp về phía chúng, sau đó mau chóng trèo lên xe. Cô gái vừa lái xe vừa khóc, cô không thể hiểu tại sao cô lại có hình dáng như thế này. Bất ngờ chiếc xe đụng phải một thanh niên. Thanh niên nhìn thấy cô thì không có gì kinh ngạc, mà còn nở ra một nụ cười sán lạn. Hóa ra cậu ta luôn có một giấc mơ trở thành người cá. Cậu ta thậm chí còn muốn từ bỏ đôi chân này, nhưng chưa có lần nào là thành sự thật. Hôm nay cậu ta đến bên vệ đường, sau khi nằm xuống thì duỗi chân ra. Lúc này cô gái vừa hay chạy xe qua, vô tình đè lên chân cậu. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô gái, cha đã tặng cho cô một món quà, là cái mặt nạ đầu ngựa. Ông bảo cô đeo nó lên, đúng là đẹp quá mà. Nhưng mặt nạ này vừa hay kích động lòng tự tin của cô. Cô đau lòng lao lên phố thì gặp phải hai tên lưu manh bắt nạt cô. Cả hai kéo cô đến một nơi không có ai xung quanh, nhất quyết muốn xem miệng cô trông thế nào. Sau khi bị sỉ nhục, cô gái không thể chịu được đả kích như vậy. Cô trèo lên cầu, muốn nhảy xuống, bởi vì trong lòng uất, cô ngất lịm đi. Buổi tối, có một người đàn ông cũng đến thành cầu. Mục đích của ông và cô gái đều giống nhau. Đột nhiên điện thoại dưới đất vang lên, thu hút sự chú ý của người đàn ông. Lúc này cô gái vừa hay tỉnh lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Người đàn ông ngay lập tức bị cô gái thu hút. Sau đó ông đưa cô gái về nhà và nói với bố cô ý nguyện của mình. Ông bố đang phiền não không biết làm sao đẩy cô gái đi. Vừa đúng lúc có con cá dọn bể ăn tạp bơi đến. Thế thì tặng mày tất ta làm người tốt tác hợp cho một mối lương duyên vậy. Người đàn ông này tặng một số tiền lớn cho cảnh sát trưởng, để ông đem tống mình vào tù, bởi vì anh đặt cược, không một nhà tù nào có thể giam được bậc thầy về ảo thuật như mình. Mấy người lính đã ném anh ta vào tù một cách thô bạo và cảnh báo anh ta nếu anh ta không trốn thoát trong vòng 10 phút thì anh sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Nhưng sau khi mọi người rời đi, Houdini lộ ra bàn tay có 6 ngón. Không sai, anh bí mật giấu một ngón tay giả, ở bên trong có dụng cụ móc khóa được chuẩn bị trước. 10 phút sau khi Houdini biến mất trong phòng giam, các phóng viên đều điên cuồng chụp ảnh, nhưng cảnh sát trưởng đã lật lọng. Ông dựa vào tối làm rối loạn chị ăn mà tống Houdini vào tù thật. Vợ anh tới đây, lưu luyến gửi đến anh một nụ hôn, nhưng cảnh sát trưởng lập tức nghi ngờ, có khi nào họ đang trao chìa khóa cho nhau bằng miệng. Thông qua một phen kiểm tra, miệng của Houdini trống rỗng, cảnh sát trưởng yên tâm rời đi. Nhưng ông không bao giờ tưởng tượng ra, người vợ vừa nãy đã truyền cho anh ta một loại công cụ. Houdini lành nghề, anh ấy giấu nó trong cổ họng của mình. Cú trốn thoát hoàn hảo này khiến Houdini lập tức nổi tiếng. Anh ấy thậm chí còn được đại tướng mời đến nhà hát lớn để biểu diễn một màn trốn thoát. Nhưng màn kịch mà anh từ trong không nôn ra mười mấy chiếc kim, căn bản là không thể làm cho đại tướng nổi hứng thú được. Thế là Houdini quyết định thực hiện một màn trình diễn với tỷ lệ tử vong là 80%. Ảo thuật chết chóc, anh ta mời vệ sĩ của đại tướng ngay tại chỗ kiểm tra khả năng bắn súng của mình. Kết quả là vệ sĩ nhắm chuẩn mục tiêu, một phát bắn trúng hồng tâm. Houdini rút ra một viên đạn khác để cho thị vệ này đút vào súng và đánh dấu vào, đồng thời yêu cầu anh ta bắn một lần nữa vào chính giữa bia. Mà lần này Houdini thực sự đứng ngay giữa tấm bia bắn. Anh ta nói rằng anh ta sẽ hứng viên đạn bằng miệng của mình. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bị dọa sợ, nhưng đại tướng vẫn đồng ý tiếp tục buổi biểu diễn. Thị vệ lo lắng nhắm vào bia và bóp cò. Kết quả là một giây sau, chỉ thấy Houdini quay đầu lại, trong miệng còn ngậm viên đạn được đánh dấu ban nãy. Lần này đại tướng không thể không đứng dậy và dành một tràng vỗ tay cho anh ta. Nhưng mọi người không biết là, trên thực tế khi thị vệ kia vừa mới nạp viên đạn thứ hai, Houdini đã lặng lẽ hút viên đạn đi bằng nam châm gắn trên thanh dập. Vì vậy thị vệ đã bắn một phát súng trống, một màn bịt mắt đơn giản là đã đạt được hiệu quả đáng kinh ngạc. Houdini lập tức trở thành vua của thế giới ảo thuật. Không lâu sau, hoàng đế nước Nga cũng nghe đến tên ông và mời anh ấy đến Moscow. Mà lần này anh đem đến cho Nga hoàng một màn biểu diễn tiên đoán vô cùng hấp dẫn.